Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày cách dùng theme. Theme là chính là một cái mẫu, chính là mẫu giao diện mà nó là tập hợp các cái màu sắc, phông chữ, rồi hiệu ứng, kiểu nền và các vùng nhập liệu cho tất cả các slide trong một bài thuyết trình được tích hợp sẵn trong PowerPoint. Mỗi một theme tương ứng với một slide master. Và tệp chứa theme có đuôi là THEMX. Khi mở một tệp mới thì theme ngầm định là Office Theme. Cách sử dụng một cái theme có sẵn. Cách chuyển đổi toàn bộ một bài thuyết trình sang một cái theme khác là ta dùng Design và Theme. Sau nháy phải chuột vào theme muốn chọn, chọn Apply to All Slide. Khi đó thì Slide Master ứng với theme không dùng sẽ bị xóa. Riêng cái Slide Master tự làm thì giữ ở dạng Previous. Mục Design Theme Variant là các biến thể của theme hiện dùng. Thì cái đó nó là như thế này. Bây giờ giả sử chúng ta có một cái bài tập thực hành ở những cái bài trước. Đây thì ở đây là chúng ta vào View in Slide Master thì ở đây là cái này là Office Theme là ngầm định. Đấy, là cái mà đã cái bài này soạn trên Slide Master ngầm định là Office Theme. Và bây giờ muốn chuyển sang những cái theme khác thì chúng ta làm như thế này. Chúng ta đánh dấu toàn bộ các cái lựa chọn toàn bộ các cái slide của cái bài thuyết trình này. Chúng ta vào Design này, Theme. Chúng ta chọn một cái mẫu. Ví dụ như là chọn là Slice. Chọn cái này. Và chúng ta chọn là Apply to All Slide. Thì như vậy tất cả các cái slide nó chuyển sang cái mẫu giao diện là slides. Chúng ta có thể kiểm tra cái điều này. Chúng ta vào View Slide Master. Đấy thì ở đây nó chuyển thành slides. Là nó chuyển sang cái theme mà tên là slides. Đấy, tức là đây ta dùng Apply to All Slide. Đấy. Bây giờ chuyển đổi một số slide đã chọn sang một cái theme khác. Đấy. Thì chúng ta dùng cái là Apply to Selected Slide. Khi đó cái cây Master, Slide Master của chúng ta. Đấy, cây Slide Master của một cái theme mới ấy, sẽ copy vào cái bài thuyết trình của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ ba cái cuối này tôi đánh dấu ba cái cuối này. Bây giờ tôi vẫn chuyển sang cái theme khác. Ví dụ cái theme là tên là View. Đây cái theme này. Thì chúng ta nháy phải chuột ở đây, Apply to Select the Slide này. Nháy ở đây.
Thì ba cái này nó sẽ sang một cái mẫu giao diện khác này. Thế đối với theme này thì nó lại có một số các cái biến thể của nó ở đây. Đấy, chúng ta có thể thay đổi được. Đấy, có các cái biến thể của cái theme này. Như vậy cái bài thuyết trình của ta ở đây là có dùng hai theme thì chúng ta có thể là dùng cái design chúng ta kiểm tra này. Này, cái bài thuyết trình này đang dùng hai theme, một là theme slide, hai là theme là view. View. Và đây vào cái cây slide master của nó thì nó sẽ có hai cái. Thứ nhất ở đây là cái slide master tên là slide này một. Thế một cái cây thứ hai chúng ta là cái này, là cái view slide master. Như vậy là chúng ta có hai cái dùng hai cái slide master ở đây, hai cái cây slide master đối với cái bài này. Thế đấy là tôi nói là cách dùng các cái theme có sẵn là như vậy. Chúng ta có thể chuyển đổi toàn bộ cái bài thuyết trình đấy, sang một cái theme khác, có thể chuyển đổi một số cái slide đã chọn trong một cái bài thuyết trình sang một cái theme khác, thì khi đó nó sẽ có nhiều cái cây slide master. Thế vì xóa hết định dạng của bài thuyết trình, nhiều khi chúng ta cái bài thuyết trình của chúng ta là nó có rất nhiều các slide master và nó rất rắc rối. Bây giờ nhất là chúng ta copy ở trên mạng hoặc là dùng một cái bài thuyết trình của người khác thì nó có rất nhiều các slide master. Bây giờ chúng ta muốn định dạng lại hoàn toàn thì chúng phải xóa hết các định dạng cũ của bài thuyết trình. Thì ta làm nào? Ta sẽ áp dụng cái office theme cho tất cả các slide. Vào view slide master xóa hết các slide master không cần thiết, chỉ giữ lại slide master office theme. Đấy. Chọn nền cho slide master này là màu trắng. Nếu nếu nó màu nó chưa thống nhất thì ta chọn nó sang màu trắng. Ví dụ minh họa là bây giờ cái bài này chúng ta vừa mới trình bày nó ở hai dùng hai cái theme mà. Thì bây giờ muốn chuyển về theme ngầm định thì chúng ta làm như nào? Đấy, chúng ta làm như chúng ta chọn hết tất cả các cái chọn tất cả chúng ta chọn tất cả cái này, chúng ta vào design đấy, rồi chọn theme mà. Chúng ta chọn chuyển về cái office theme cái đầu tiên này, cái đầu tiên này. Thì như vậy cái màu nền của nó là cái màu nền của nó là trở thành màu trắng hết. Và chúng ta kiểm tra lại là cái slide master của chúng ta có bây giờ là nó có mấy cái. Đấy, một cái này. Thế như vậy tất cả bây giờ chỉ có một cây thôi, một cái cây slide master là office theme. Thì như vậy là chúng ta đã xóa hết được tất cả các định dạng cũ. Bây giờ sang đến cái vấn đề tiếp theo là chúng ta tạo một cái theme mới bằng cách chỉnh sửa một cái theme có sẵn để chúng ta dùng về sau và thêm nó vào danh sách các cái mẫu giao diện. Thì cách làm thì chúng ta như thế này: mở một tệp mới này, rồi cho hiện cái slide, cái thẻ slide master đấy, nháy vào tên thuộc nút theme
xuất hiện mẫu để ta chọn một mẫu, ví dụ như là facet. Sau lựa chọn slide mẫu gốc ở trên cùng rồi sửa. Tiếp theo ta sửa các slide mẫu nhánh. Bây giờ chúng ta đóng cái này, làm một cái hoàn toàn mới. New, mở một cái trắng. Đấy, mở một cái trắng. Thế bây giờ chúng ta mới cho view slide master. Đó. View slide master. Chúng ta chọn theme. Đấy, chúng ta chọn theme, ví dụ chọn là chọn cái này. Face. Lựa chọn slide mẫu gốc ở trên cùng, chúng ta sửa. Đấy. Chúng ta sửa theo ý của mình. Tức là ở đây chúng ta làm một cái theme mới bằng cách chỉnh sửa một cái theme đã có sẵn. Ở đây ta dùng cái theme face. Đấy, chúng ta sửa như này. Ở đây chúng ta sửa là chúng ta sẽ sửa cái này là chúng ta sửa đi màu của nó, bộ màu khác. Ví dụ mình chọn cái màu này. Màu này. Màu vàng và màu da cam. À, thì tất cả những cái này chúng ta sửa từ cái slide gốc. Chúng ta sửa màu thành như vậy. Bây giờ phông chữ. Phông chữ ta cho là Arial. Là cả cái tiêu đề và nội dung đều là Arial cả, thì tất cả là nó sẽ theo cái phông ấy. Rồi cái hiệu ứng chúng ta chọn ví dụ cái này Extreme Shadow, chọn cái này. Đấy, thì chúng ta chọn cái bộ hiệu ứng như thế này. À, rồi ví dụ như là đấy, như vậy nha. Thế và chúng ta có thể cho cái ảnh của cái công ty chẳng hạn. Ví dụ như là đây là một cái công ty, ảnh của công ty chúng ta chèn thêm vào picture này. Ví dụ cái logo của công ty là cái này, cho vào đây. Nếu ví dụ cho góc này cái ảnh của cái logo của công ty. Đấy. Thế như vậy là ở đây là tất cả các slide mẫu nhánh là nó cùng cùng một kiểu phông chữ này, rồi có logo của công ty ở đây chẳng hạn. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã được cái chỉnh sửa cái slide gốc. Thế bây giờ các slide nhánh chẳng hạn, ví dụ như cái trang đầu tiên này chẳng hạn. Cái trang đầu tiên ví dụ chúng ta có thể thêm, tức là đây là cái trang tiêu đề, trang 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 bìa,
của cái bài trình chiếu. Thế chúng ta có thể là vẽ thêm những cái gì đó đưa vào đây, ảnh hay là chúng ta vẽ thêm vào đây cũng được. Đấy, ví dụ như là tôi vẽ thêm cái hình này chẳng hạn. Thế rồi tô màu cho nó đẹp. Đấy. Thì như vậy là cái này, cái trang tiêu đề là cái trang tiêu đề mẫu là như này, rồi các cái trang này nó cũng có logo công ty vân vân. Đấy. Sau khi được cái đó rồi, như vậy chúng ta đã thiết kế được. Bây giờ ghi lại, sửa xong đấy, ghi lại theme thì nháy nút mũi tên, nháy 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 cái mũi tên của cái nút theme, chọn C và current theme. Đấy, sau đặt như là rồi cái tên tệp ghi vào đấy, và đóng cái slide master lại. Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta chọn theme này, sau chúng ta ghi lại C và current theme, chúng ta đặt cái theme này một tên, nó sẽ ở cái thư mục là template đấy, document theme. Ở đây đuôi của nó chúng ta chọn là office theme đấy. Rồi chúng ta đặt đây cho nó một cái tên, tên cái mẫu này là cái mẫu, là mẫu theme này là, ví dụ đây là mẫu theme số 1, mẫu theme số 1 save vào. Sau chúng ta đóng lại. Đấy, đóng lại thì lúc này là chúng ta đóng lại thì nó trở về cái màn hình, cái giao diện của chúng ta ở đây. Ví dụ như là tôi có thể đây là đặt là một cái tiêu đề, ví dụ là công ty đó. Thế dưới này ví dụ như là thiết kế và xây dựng nhà. Đấy, ví dụ như là trang bìa thì thiết kế như thế này. Thì ở đây ta thấy rằng là khi chúng ta dùng design, chúng ta nháy vào đây thì là cái đây, bài thuyết trình này là hiện nay là nó dùng ở cái đây, chúng ta sẽ dùng cái mẫu của chúng ta, mẫu theme số 1 mà chúng ta nháy vào đây. Đấy, thì cái bài thuyết trình này chúng ta nó sẽ dùng cái là cái mẫu của chúng ta, cái mẫu chúng ta vừa thiết kế. Đấy, như vậy cái này nó là dùng dùng cái mẫu chúng ta vừa 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 mới thiết kế chi tiết này. Thế khi mà dùng view để chúng ta xem slide master của nó là gì, thì dùng cái cây master của ta là nó là mẫu mẫu theme số 1. Đấy, cái slide gốc này nó có tên là mẫu theme số 1 này. Thế sau đó thì tức là đấy, chúng ta tạo và chúng ta dùng ngay cái theme mà chúng ta vừa vừa mới tạo. Thế rồi chúng ta có thể chọn cái thứ hai. Đấy, cái mẫu thứ hai này nó đã có sẵn cái những cái logo đây rồi. Đó. Thế bây giờ ví dụ như là
các công trình đang xây dựng nữa. Thế như vậy là chúng ta có thể dùng cái mẫu giao diện đấy, và cái slide master chúng ta chỉnh sửa từ một cái cũ để chúng ta làm một cái bài thuyết trình. Đấy, đây chúng ta chiếu chẳng hạn thì nó được như vậy. Thế như vậy bắt đầu soạn slide đầu tiên cho trình chiếu với cái theme mà chúng ta đã chỉnh sửa. Thì đấy là cái công việc mà tôi vừa mới làm. Thế bây giờ sang đến tạo một cái theme hoàn toàn mới. Thì chính là thiết kế một cái slide master mới. Thiết kế một cái slide master mới. Và sau đó ta ghi lại theme mà như cái mục trên để lưu lại theme vào trong danh sách. Bây giờ ta mở lại cái bài thực hành của cái bài trước là slide master, là chúng ta đã xây dựng một cái slide master tên là Hòa Bình. Chúng ta mở cái tập này ra. Thế ở đây là cái bài trình chiếu này thì là nó có lần trước là chúng ta đã có ba cái slide, và ở đây là chúng ta mở cái slide master ra. Thì ở đây nó là cái tên của nó là Hòa Bình slide master này. Thế cái theme của chúng ta khi mở ra thì nó có this presentation, là dùng cái theme này, chính là cái theme mà tên của chúng ta vừa mới đặt ở đây. Thì chúng ta đóng lại này, design. Thì đây theme của chúng ta là đang dùng là Hòa Bình, nhưng nó chưa cho có trong cái danh sách này. Thế bây giờ chúng ta phải đặt tên cho nó một cái theme, thì lần sau chúng ta mở cái PowerPoint ra thì nó cái tên này nó sẽ có trong danh sách. Đấy, chúng ta mở cái mới ra thì cái tên hoặc cái theme Hòa Bình là có trong cái danh sách để chúng ta sẽ lựa chọn. Thế bây giờ chúng ta cách ghi lại thì cũng như là cái trước, chúng ta vào slide master này. Đấy, xong chúng ta vào theme này. Chúng ta save vào current theme. Nhấy vào đây. Chúng ta đặt cho nó một cái tên mới. Tên mới ví dụ ở đây là đặt là Hòa Bình. Save. Đóng lại thì lúc này chúng ta vào design. Thì là đây nó cái mục custom này nó có cái theme mới ở đây. Hòa Bình theme. Và ở cái mục this presentation là nó cũng có cái tên mà chúng ta cái đang dùng ở đây.
Thế bây giờ tôi thoát ra, thoát cái này ra. Bây giờ chúng ta mở một cái PowerPoint mới, mở một cái tab mới. Mở cái tab mới này thì là chúng ta khi mà design này, chúng ta nháy vào đây. Thì lúc mở tab mới thì cái này nó là Office Team này. Bây giờ tôi muốn dùng cái cũ này, Hòa Bình Team, thì nó trong cái mục Custom Team. À, thì chúng ta nháy vào đây thì là cái ngay cái trang đầu của chúng ta đã được cái mẫu này rồi. Đấy, được cái mẫu này. Đấy, ví dụ như là đây đánh là công ty. Chọn cái thứ hai. Đấy. Thì đây chúng ta chọn hai cột này. Vân vân. Chúng ta có thể là làm như vậy. Chúng ta soạn tiếp các slide khác. Đấy, như vậy là chúng ta có thể thiết kế một cái slide master mới này. Chúng ta ghi lại cái theme là theo một cái, đặt cho nó một cái tên, và khi đó cái tên đó nó sẽ vào danh sách để sau này khi chúng ta mở PowerPoint thì chúng ta có thể dùng được cái theme mà chúng ta đã thiết kế mới này. Như vậy bài bài này gồm có phần như này. Thứ nhất là khái niệm theme này. Cách sử dụng theme có sẵn. Cách xóa hết các định dạng cũ của một bài thuyết trình, đưa về cái theme Office theme. Và tạo một cái theme mới bằng cách chỉnh sửa một theme có sẵn và tạo một cái theme hoàn toàn mới và sau đó đặt cho nó một cái tên. À, bài này tôi trình bày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.